Sao nữ V biết hai lần phẫu thuật ung thư cổ tử cung bật khóc khi nhắc đến chuyện sinh con, nhưng thái độ của chồng mới gây chú ý. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị vô sinh, nữ ca sĩ này rơi nước mắt khi chia sẻ trên sóng truyền hình. Vào năm 2012, Harry Won lần đầu chia sẻ chuyện bản thân từng mắc bệnh ung thư cổ tử cung. Do thời điểm phát hiện còn sớm nên nữ ca sĩ đã tích cực điều trị và phẫu thuật ở Hàn Quốc trong vòng 1 năm. Bị bệnh hiểm nghèo ở tuổi 27, Harry Won từng suy nghĩ tiêu cực, cả bầu trời sụp đổ, có lúc ngỡ bản thân không thể vượt qua được. Tuy nhiên, kỳ tích đã xuất hiện, bệnh tình của Harry Won dần giảm nhẹ và cô có thể trở lại hoạt động nghệ thuật. Thế nhưng, đến cuối năm 2020, Harry Won lần nữa nhắc về căn bệnh ung thư cổ tử cung trong chương trình Chị Em Chúng Mình. Nữ ca sĩ bật khóc nức nở chia sẻ mơ ước mong được làm mẹ. Bản thân tôi từ xưa đến giờ luôn khao khát về chuyện có con. Hồi dưới 30 tuổi, lúc nào tôi cũng cân nhắc chuyện nếu muốn có con thì phải kinh tế ổn định, không phải muốn đẻ là đẻ. Tôi không muốn một đứa con giống Harry Won ngày xưa, muốn học mà không có tiền. Nếu không có tiền lo cho con, tôi không chịu nổi. Sau 30 tuổi, tôi tự kiếm tiền và có được căn nhà cho bản thân, nhưng hiện tại thì... Dù đã trải qua nhiều năm phẫu thuật, nhưng đến hiện tại, sức khỏe Harry Won vẫn chưa ổn định. Nữ ca sĩ cho biết bệnh này vẫn có nguy cơ tái phát, ảnh hưởng trực tiếp đến việc mang thai. Bà xã Trấn Thành từng trải lòng: tôi bị ung thư cổ tử cung phải mổ 2 lần, tôi tưởng bây giờ hết rồi. Vì cũng đã 5 năm thì mình nghĩ nó cũng ổn rồi, nhưng mới đây tôi đi khám lại thì mới biết vẫn còn viêm. Tôi đã phải cắt rất nhiều, căn bệnh này không có cách nào điều trị được. Miễn là tôi phải khỏe, miễn dịch tốt thì mới tự tiêu diệt tế bào ung thư. Nếu sức khỏe tệ đi, bệnh sẽ tái diễn. Vấn đề là cổ tử cung của tôi bây giờ bị ngắn quá. Nếu lần này bị lại, có thể tôi sẽ bị vô sinh. Từ khi phát hiện bệnh cho đến hiện tại, Harry Won được người thân kề cận động viên và dành những lời tốt đẹp để khích lệ tinh thần. Vợ Trấn Thành xúc động khi chứng kiến thái độ của mẹ ruột lúc hay tin cô bị bệnh. Mẹ tôi không khóc khi biết chuyện này, bà rất cố gắng tỏ vẻ như là không có chuyện gì cả. Mẹ tôi bảo nếu có con khó khăn như thế thì mình kiếm cách khác cũng được. Bố mẹ chồng của Harry Won cũng rất mong chờ có cháu nội, nhưng gia đình không đặt áp lực lên con dâu và con trai. Harry Won cho biết bản thân may mắn vì có chồng thông cảm, thấu hiểu. Bản thân chồng tôi cũng vậy luôn, anh lúc nào cũng ủng hộ tinh thần. Tất cả gia đình tôi ai cũng ủng hộ khiến tôi cảm thấy rất vui. Thật ra có nhiều việc khiến tôi cũng đang bị áp lực lắm. Mới đây tôi tự dưng bị ngất xỉu, chắc là do bị áp lực nhiều quá. Nhưng tôi nghĩ là thôi, vẫn cứ cố gắng, cuộc sống mà, mình đâu biết chuyện này nó sẽ diễn ra như thế nào đâu. Trong một lần xuất hiện ở sự kiện, đích thân Trấn Thành đã nhắc đến việc vợ bị bệnh ung thư. Vợ tôi, mẹ vợ tôi đều là người từng trải qua ung thư nên tôi rất lo lắng cho sức khỏe của gia đình, người nhà mình. Tôi mong muốn mọi người phải yêu thương bản thân, yêu thương người nhà mình hơn, chăm sóc cho sức khỏe của bản thân lẫn gia đình họ. Vào năm 2019, Harry Won và Trấn Thành từng làm giấy kiểm tra sức khỏe tâm thần. Theo quy định của Bộ Y tế, các cặp đôi muốn đăng ký kết hôn để tổ chức đám cưới hoặc đang hiếm muộn muốn thực hiện thụ tinh ống nghiệm, thụ tinh nhân tạo để có con thì bắt buộc phải khám sức khỏe tâm thần và có giấy xác nhận của bệnh viện. Không chỉ thế, suốt những năm qua, Trấn Thành 5 lần 7 lượt lên tiếng bảo vệ Harry Won khi bị dân mạng bình luận tiêu cực liên quan đến việc sinh con. Gần đây nhất, trong chương trình Tết Sau của chúng tôi, Trấn Thành nói rõ định nghĩa về hạnh phúc và việc làm bố mẹ. Chúng tôi không có nhiều hơn một định nghĩa. Các bạn nghĩ là cưới vợ xong phải sinh con, định nghĩa duy nhất của chúng ta phải định nghĩa nó khác, lấy vợ xong hạnh phúc, nếu không có con vẫn là hạnh phúc. Nhiều người cứ hỏi tớ là khi nào sinh con, ủa không có vấn đề gì, đấy là tôi chưa muốn có em bé, là vì hai vợ chồng còn quá nhiều hoài bão, ước mơ để làm, nó đơn giản như vậy thôi, nhưng mọi người phải vẽ những câu chuyện kinh dị lên, trời ơi nào là sinh không được, tại sao nó không sinh, chúng ta không có nhiều hơn một định nghĩa. Trước đó, Trấn Thành cũng cho biết một trong những lý do cả hai chưa sinh con là chưa sẵn sàng cho việc nuôi dạy con cái. Vì sao chúng ta không có con? Tôi biết có nhiều anti-fan nói rằng Trấn Thành thế này, thế nọ nên lấy vợ mấy năm rồi chẳng có con. Thưa quý vị, không phải vì tôi không thể mà là tôi không muốn, chỉ đơn giản vậy thôi. Khi chúng ta có con có nghĩa là tạo ra cho hành tinh này thêm một sinh linh. Nó có thể là sinh linh tốt và cũng có thể xấu. Tôi không muốn con tôi sinh ra mà không đủ sự chia sẻ, bảo bọc của bố mẹ. Nhiều khi tôi không biết con mình lớn lên sẽ như thế nào, tôi chỉ hy vọng rằng qua mùa dịch này, chúng ta sẽ có thời gian cùng nhau suy nghĩ lại để làm những điều tốt hơn cho xã hội. Vì ngày mai có gì xảy ra, chúng ta đâu biết. Hiện tại, Trấn Thành và Harry Won vẫn có cuộc sống hạnh phúc đủ đầy sau 7 năm bên nhau.